Bởi vì hôm nay tôi có một cái mặt là mình đang đi Sài Gòn bây giờ, nhưng mà thấy anh Long nói rằng là có một cái hội thảo rất là cúng và được giao lưu rất nhiều anh chị. Thế nên tôi bảo thôi thì để em đổ chuyến bay buổi chiều xong rồi sẽ gặp mọi người, vì là giới thiệu mọi người là tôi rất là yêu Lập Dung, nhưng mà bây giờ tôi bắt đầu vào Lập Dung. Vì tôi ngày xưa cũng học và đại học cao học có thể là điều sư phạm, nhưng không biết là ra trường thì vào doanh nghiệp làm, và tôi có 18 năm làm việc liên tục từ Việt Nam đến vào nước ngoài. Tôi làm trong những lúc nhân sự và đào tạo, cũng rất là may là trong các tập đoàn hầu như là hàng đầu ở trong. Hồi trước thì tôi làm đầu tiên là ở DSPOS, đó là một tập đoàn cũng bất động sản ở Singapore. Sau đấy thì tập đoàn Subway là cũng lớn hơn, kiểu mô hình của Infinite Group của mình, nhưng mà nó ở Malaysia. Rồi Prudential và Intercontinental, sau đó thì là tôi làm công ty group liên tục trong 8 năm. Và tôi vừa được có một quyết định, rất là đột ngột, là tự nhiên tôi dừng group trong quyết định trong một ngày. Và mọi người không hiểu vì sao. Thì tôi làm, thực ra là FCE có từ năm 2014. Tôi rất thích chương trình và rất thích chị Linh là founder. Tôi học cái tẩy thói quen của đấy, tôi học version là cho lãnh đạo ở Singapore. Thì khi mà tôi học xong chương trình đấy thì mình cảm thấy rằng là cái hệ điều hành bản thân mình nó được thay đổi, và mình cảm thấy nó vô cùng thuận lợi trong sự phát triển của mình. Và tôi cũng nói rằng là nếu mà có một cơ hội thì tôi cũng sẽ lan tỏa cái chương trình đấy nó mạnh mẽ hơn ở Việt Nam. Tuy nhiên là đôi khi đúng là làm giống thì nó cũng rất là đam mê, nó cũng bị vướng bận với rất là nhiều các mục tiêu khác. Và đôi khi cũng không biết sao sau này gặp nhau có thể chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn. Thì tôi có nói rằng là đến năm 40 tuổi thì tôi sẽ làm cái gì đấy của riêng mình. Tôi chỉ nói vu vơ thôi, tôi cũng chả biết là nó đúng hay sai. Và đúng là năm 40 tuổi thì mình làm cái gì đấy riêng của mình thật. Và từ từ ra đến. Và đến cái lúc đấy thì tôi bảo là mình đã nào đó cách đó 10 năm và bây giờ nó đến thì mình sẽ đón nhận nó. Và tôi quyết định là đầu tư vào FCE và phát triển thì FCE như thế nào, thì hôm nay không có thuyết được ra để chia sẻ với các anh chị, thì nếu có sự tò mò chúng ta sẽ tìm hiểu với nhau sau. Cái mà vì sao tôi quyết định cái việc này, vì tôi sử dụng lao động và đặc biệt là cả Vingroup, thì tôi có những thời điểm tôi có 100.000 lao động trong công ty, và mỗi một tháng chúng tôi tuyển cũng đến khoảng 4-5.000 lao động. Và chúng tôi gặp một cái vấn đề rằng là nó có một cái khoảng cách vô cùng lớn giữa cái nhu cầu của mình và giữa cái năng lực đáp ứng của các em. Và nhiều khi chúng tôi gặp khủng hoảng, bởi vì rõ ràng các em có sức dài vai rộng, nhìn rất là ưu tú tuấn tú và tuyển thì chúng tôi cũng tuyển qua bao nhiêu vòng, chứ cũng không phải là dễ các em vào. Nhưng đến khi vào trong công việc của chúng tôi, các em vẫn bị fail, các em vẫn bị nghỉ, và cái tỷ lệ nghỉ việc của chúng tôi cũng tương đối lớn, và cái chi phí chúng tôi bỏ ra vô cùng lớn. Đặc biệt tôi nghĩ nó không phải là tỷ, chục tỷ và trăm tỷ thiệt hại do cái năng suất lao động nó không được. Và anh vừa nói là chúng lại thì bọn em giải pháp như thế nào, đưa ra giải pháp thì làm thế nào, bởi vì chúng ta cần phát triển cái cơ hội thì chúng ta không thể là dừng được, không thể nói với anh là bây giờ quân yếu mà chúng ta không tiến công, điều đấy không có thể xảy ra. Mà nhất là Việt Nam có 100 triệu dân, nhưng mà bây giờ mình cần có mấy chục nghìn lao động ăn thu gì mà lại cứ kêu rằng là cái vấn đề năng lực của các bạn không đáp ứng được. Thì thực ra thì đúng là tôi nghĩ rằng là với anh Phượng cũng là một vĩ nhân đối với chúng tôi, anh cũng đưa rất là nhiều cái hướng. Nhưng sau khi phân tích cái bài học, tôi thấy ra được rằng là chúng ta đang vô cùng lãng phí ở các dân nước lao động. Cái sức lao động của chúng ta đã có, con người Việt Nam chúng ta thực sự là cái tiềm tàng rất là mạnh, nhưng đôi khi chúng ta không phát triển theo đúng cái giai đoạn của mình. Cái lúc học thì chúng ta không tập trung học và trang bị cho mình những cái thứ mà thực sự là cần, rồi đến lúc đi làm thì mới biết được là nó cần cái gì. Và đáng lẽ cái lúc đấy thì phải làm để đạt hiệu quả, thì chúng ta lại quay lại và doanh nghiệp bỏ ra để đào tạo, xong người lao động cũng bỏ đi học. Nhưng mà nếu mà nó không đúng thời điểm ấy, cái quan trọng của sự thành công đã điểm đơn đã thời điểm, thì khi mà nó lật điểm như thế rồi thì cái tính hiệu quả mà chúng ta có ý chí, nhưng nó không phải là thời điểm vàng thì cái ý chí đấy nó cũng không tạo ra cái kết quả tốt. Và nhất là cái giai đoạn Covid này thì chúng tôi nhận ra một điều rằng là cái bản lĩnh của con người nó là cái quan trọng, cái sống còn, bởi vì là nó thay đổi cách, các bạn thay đổi một cách mà không còn những cái thứ triết lý của mình, các thứ của mình là nó không thích ứng với bối cảnh mới. Và chỉ có lúc đấy là cái tố chất thực sự bên trong của con người nó mới cho chúng ta một cái lượng tư duy
đi mới, một cách thích ứng mới, và chúng ta phải thay đổi bản thân mình theo một bối cảnh mới. Thì lúc này ai là người xoay chuyển được nhanh, ai là người có bản lĩnh gây ra thực sự thì người đấy vẫn có rất nhiều cơ hội. Và thực ra là Covid sẽ còn mang cho người có nhiều cơ hội thành công hơn, và tôi nghĩ rằng là lại có rất nhiều tỷ phú sẽ được hình thành trong giai đoạn Covid này, chứ không phải Covid là cái cản trở cho cái nền kinh tế của mình phát triển. Thì chúng tôi đang nhìn nó có những cơ hội như vậy. Và cái triết lý giáo dục của Franklin Covey là tôi ấn tượng bởi vì nó là chuyện nguyên tắc là inside out. Nó phát triển con người từ bên trong, nó đi từ phẩm chất, nó đi từ năng lực. Cái phần chuyên môn thì tôi không phủ nhận là nó rất là quan trọng, nhưng mà bởi vì tôi là những người mà tôi đi hết tất cả các industry chính, và đặc biệt là ở Vingroup, từ bất động sản, từ khách sạn, từ giáo dục, từ bệnh viện, từ khu chơi giải trí. Và cái vị trí mà tôi trước khi tôi đã làm điều hành toàn bộ cái chuỗi Vingwaters, thì tôi set up một cái chuyển đổi thương hiệu mới và đưa ra những cái mô hình mới. Thì tôi nghĩ rằng là cái chuyên môn đương nhiên nó cũng là quan trọng, nhưng nếu như mà mình có cái gốc, cái nền tảng của tư duy đúng, phẩm chất đúng và năng lực đúng, thì với bất kỳ industry nào chúng ta cũng có khả năng thích ứng và chúng ta có thể làm được. Vì vậy thì tôi chọn SCE để là lĩnh vực để mình đầu tư, bởi vì là nó sẽ trang bị cho học sinh một cái hệ điều hành bản thân. Và khi người ta có cái hệ điều hành này tốt rồi thì tôi nghĩ là họ có thể thích ứng mọi môi trường và họ có bản lĩnh để đương đầu với mọi cái sự thay đổi. Và tôi cũng nói rằng là một trong những thứ mà tôi sẽ làm thì tôi cũng sẽ làm một chương trình hướng nghiệp. Cái hướng nghiệp của tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi có thể nói một cái ví dụ như thế này, giả sử như cái cách mà khi mà các chương trình hướng nghiệp dạy các em sinh viên là viết CV như thế nào, thì theo các bạn mọi người sẽ nghĩ, tức là một cái bài dạy là kỹ năng viết CV, thì mọi người sẽ nghĩ ở đây có các bạn sinh viên đúng không, có bạn nào có thể trả lời cho tôi rằng là nếu mà là một môn đấy mà em kỳ vọng là họ sẽ dạy cái gì, và cái kết quả đầu ra của cô đấy là sao? Chắc là tôi muốn nghe một bạn để trả lời xem là khi mình đi học một cái môn kỹ năng viết CV thì mình nghĩ rằng môn đó sẽ dạy gì cho mình và mình đạt được kết quả gì. Bạn nào hãy nhanh nhanh trả lời xem ạ, để chúng ta xem là hai cái phương pháp tiếp cận thì nó khác nhau như thế nào. Hãy trả lời để chúng ta giao lưu thôi, không đúng không sai, đó là quan điểm thôi mà. Cần thiết, nhưng mà khi chúng ta có chất thì có nhiều người nó biết CV để cho mình. Bởi vì
cái nghề kỹ năng này nó không khó đến thời đại này. Chúng ta muốn mẫu gì nó có hàng 1.000 cái template thay thông tin vào, nó đẹp lộng lẫy, nó ấn tượng ngay lập tức. Thì đó là cái mà cái triết lý của Franklin Covey họ đưa ra là inside out, cho anh phải xây dựng bản thân anh phải có chất thực sự, anh phải có những cái điểm mạnh để anh thu hút được người khác và để người ta thấy rằng là người ta phải trả một cái giá vô cùng cao, vô cùng đặc biệt để có anh. Vì tôi là người làm nhân sự cho nên là cái giá trị lao động của nó khác nhau lắm. Mức lương 5 triệu có, mức lương 5 tỷ một tháng có, ở Việt Nam chúng ta vẫn trả. Thì cái câu chuyện là chúng ta nếu mà nhìn về bề ngoài một con người, nói chung là đầu tay chân thế này, chúng ta không, đôi khi không thể phân biệt là tại sao người ta lại trả 5 tỷ. Mức lương 5 tỷ là có, còn mức lương 1 tỷ là bình thường, 1 tỷ một tháng là bình thường. Ngày xưa thì tôi rất là khó chịu về cái tranh giành mức lương, bởi vì là đặc biệt là tôi làm cho những nước ngoài, nhất là nước ngoài về Việt Nam á, thì lương của họ rất là thầu đến, lương của chúng tôi là khoảng 300 đô, cái hồi tôi làm tháng Hà Nội lương của chúng tôi là 5 triệu, thì lương của các bác Kenigo của tôi làm nhân sự mà đã thông tin này nó đã bảo mật, nhưng bây giờ mình qua rồi mình có thể chia sẻ với mọi người một chút, thì là mức lương của người ta đã gấp 30 lần mình, và mình là phải bất tử lắm, bởi vì là một ông nước ngoài họ đây ông không phải làm gì cả. Ông ấy chỉ cỏ cỏ, chỉ cái nó tự tất cả mình làm. Và ông ấy 30 lần này, và mình cảm thấy là nó rất là bị ngược đãi. Và sau này liên tục như vậy, thì chỉ đến khi viên group thì chúng tôi nhận được cái thế giờ rằng là lương của người Việt Nam cao hơn người nước ngoài. Và lúc đấy một cái giấc mơ trong đầu của tôi nói rằng là đến một ngày nào đó bởi vì lợi thế lớn nhất của Việt Nam là người lao động. Và mình cảm thấy cũng hơi xấu hổ là tất cả những tập đoàn lớn nước ngoài khi vào Việt Nam người ta nói là lợi thế là có nhân công giá rẻ. Một trong những lợi thế họ đầu tư vào đây là nhân công giá rẻ, chúng ta có lực lượng. Và một trong những lợi thế mà công ty đã xấu hổ nữa là chúng ta xuất khẩu đi ra nước ngoài toàn là lao động thấp, toàn là ô xin từ công nhân, từ thợ thủ công. Mình bảo là tại sao lại như vậy được? Và chỉ ước rằng là một ngày nào đó chúng ta sẽ xuất khẩu nước ngoài, chúng ta xuất khẩu lãnh đạo, đúng không? Chúng ta xuất khẩu những nhà quản lý đi sang nước họ quản lý. Thì cái đó mới là cái mà tôi nghĩ rằng là thế hệ thanh niên chúng ta cần làm tới. Và những đội ngũ chúng ta, nếu mà chúng ta chọn, bởi vì tôi chắc chắn là Việt Nam chúng ta có tốt đấy, con người Việt Nam cực kỳ quật cường, chúng ta đã chứng minh sức mạnh của mình rất là phi thường trong những tình huống khó khăn. Thì bây giờ chúng ta hãy làm thế nào đó có một cuộc cách mạng ở trong cái lực lượng lao động, và chúng ta sẽ tạo ra những thế hệ đấy, và đâu đó 5 năm, 10 năm nữa thì chúng ta trở thành một cái nước xuất khẩu lãnh đạo hàng đầu thế giới đi, bởi 100 triệu dân mà tha hồ để khai thác. Thì đấy tôi nghĩ rằng đó là những cái trụ điểm mà nếu mà có hy vọng chúng ta hợp tác với nhau thì chúng ta sẽ cùng nhau khai thác những phần như vậy. Và cái mà tôi đầu tư vào FCI thì tôi cũng muốn tới việc là tôi phát triển một cái gốc gọi là lãnh đạo tự thân. Mỗi một chúng ta sẽ là một người lãnh đạo chính mình, chúng ta có thời gian chia sẻ với mọi người. Tôi nghĩ là đâu đấy cũng có 10 phút